Kênh bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu cho quý anh chị. Đây, hôm nay em đang đứng trên những cái trục đường này, đường nhựa 7m cho quý anh chị. Đó, chạy thẳng thẳng là tỉnh lộ 52 là tầm 100m là tới nha. Đó, sát xã luôn. Đó. Dân cư ở kín hết rồi nha quý anh chị. Đường mình là đường thông tứ hướng hết nha. Hôm nay em có một cái căn nhà muốn giới thiệu cho quý anh chị là đây. Đây nha. Căn nhà này là ngang 5 nha quý anh chị. Ngang 5 sâu 32 nha. Có 50 thổ cư cho quý anh chị. Đó. Nhà này rất là rộng rãi luôn. Nhà này rất là rộng rãi, quý anh chị nào thích liên hệ cho em nha. Đây. Đây là cái sân mình nha quý anh chị, rất là rộng rãi luôn. Cái sân này chắc mình để được 2-3 chiếc xe, 2-3 chiếc xe nha quý anh chị. Đó, nhà này này, đây là chị chủ nhà này. Đó, nhà rất là đẹp, để quay sơ cho quý anh chị xem nha. Em xin nhắc lại là cái nhà mình là ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu cho quý anh chị. Nói chung chị chủ bây giờ đang rất là kẹt tiền nha, muốn bán. Đó. Giờ ông quay sơ, tí nữa ông quay sổ cho quý anh chị xem nha. Nhà rất là dài luôn, dài hơn 30m cho quý anh chị. Đó. Phía trước là phòng khách cho quý anh chị. Đây có hai phòng ngủ nè. Đây phòng ngủ nè, đây cái phòng ngủ nữa nha quý anh chị. Ở dưới này là toilet, ở dưới này là cái phòng ăn nha. Phòng ăn, kế phòng ăn là có phòng giặt, toilet nè. Đó. Phía sau có cái lối thoát hiểm phía sau luôn nha quý chị. Đó. Rồi quý chị nào thích liên hệ cho em nha, 0906779152. Nội thất là để lại hết nha quý chị. Nội thất là để hết nha. Đó. Nói chung là chị chủ này rất là vui tính nha. Đó, chị nói là chị cho hết luôn, chị lấy đồ quần áo đi thôi, còn để lại nội thất. Dạ. Đó, và cái máy này dựng cho luôn nè. 13 triệu con tha mới mua. Đó. Máy tầm mấy chục á. Rồi ông quay sơ sổ cho quý anh chị xem nha. Đó, nhà mình mặt tiền đường luôn nha quý anh chị. Đây, thửa đất của mình là 1114 nè, tờ bản đồ 29 nè. À, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, tổng diện tích là 157 mét vuông nè. Tất cả tại nông thôn là 50, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị. Đó. Đây đồ đất mình rất là vuông vức nha quý anh chị. Ngang năm nè. Sâu vô một cạnh 32, một cạnh 31 nè quý anh chị. Đó. Rồi quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha, 0906779152. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem video. Không quên đăng ký kênh like giúp em nha. Rồi em cảm ơn quý anh chị.